mỗi thế hệ game Pokemon đều phải có Pokemon huyền thoại, nhiều là đẳng khác. Những Pokemon huyền thoại này còn hay đi theo nhóm kiểu bộ 3, bộ 4 gì đấy. Mỗi nhóm này thường sẽ có mối liên kết với nhau, có thể về nguồn gốc, ngoại hình hoặc là nhiệm vụ. Và ở Gen 9, ngoài hai Pokemon chủ đề là Coraidon và Miraidon, chúng ta cũng có một bộ tứ huyền thoại như vậy. Chúng được gọi là Treasures of Ruin, tôi tạm dịch là bộ báu vật tai ương. Bộ tứ huyền thoại này bao gồm 4 Pokemon hệ bóng tối, hay còn có thể hiểu là hệ tà ác, bao gồm Chien Pao, Chi Yu, Ting Lu và Wu Chien. Anh em có thể thấy cái bọn này nó khá khác biệt với những bộ huyền thoại mà chúng ta đã biết. Đó là ngoại hình của chúng nó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Thậm chí tên còn nghe như tiếng tàu, trong khi vùng Paldia lại được thiết kế dựa trên Tây Ban Nha. Vậy thì lý do của những điều này là gì? Để tìm hiểu về nguồn gốc của chúng, tôi sẽ đưa anh em đến với lớp học lịch sử của Học viện Naranja và Uva. Qua những tiết học ở đây, chúng ta được biết rằng những vị vua trong quá khứ của vùng Paldia không được tốt đẹp gì cho lắm. Họ có niềm đam mê mãnh liệt với những báu vật, cho dù có phải đẩy bao nhiêu người vào chỗ hiểm nguy cũng quyết có được chúng. Truyền thuyết có kể lại rằng, có một vị vua đặc biệt yêu thích những báu vật từ nước ngoài mang đến. Một ngày nọ, có một tên lái buôn từ phương Đông biết tin đã tìm đến và gặp nhà vua. Tên lái buôn ấy bày ra 4 món bảo vật, đó là một cái đỉnh, một thanh kiếm, một bộ thẻ gỗ và một bộ ngọc bội. Nhìn thấy những của hiếm trước mặt, dĩ nhiên là vị vua kia cực kỳ sung sướng. Ông ta ban cho tên lái buôn rất nhiều tiền vàng để đổi lấy những báu vật này. Nhưng chỉ ngay đêm hôm đó, hàng loạt tai họa đã giáng xuống lâu đài của ông ta, và đến khi rạng sáng thì nơi đó chỉ còn là phế tích. Có lẽ lòng tham của nhà vua đã khiến cho những báu vật này thức tỉnh, trở thành 4 Pokemon điên loạn chỉ biết đến tàn phá. Con thì khiến cho tuyết lở, con thì tạo ra biển dung nham, con thì làm mặt đất rung chuyển, còn có con thì khiến cây cối úa tàn. Sau này cả 4 Pokemon kia đều bị chế ngự bởi những con người thời cổ, bị giam cầm trong những nhà tù riêng biệt ở 4 hướng quanh vùng Paldia, và mỗi nhà tù này đều bị trấn giữ bởi 8 cây cọc phong ấn. Cho đến khi có một thằng nhóc 10 tuổi với con kỳ nhông biết bay đi rút hết phong ấn và thả chúng ra. Chắc là sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng đâu nhở. Đặc điểm chung của bộ tứ huyền thoại này thì bản thể thực sự của chúng là những món báu vật, là thanh kiếm, là cái đỉnh, bộ thẻ và bộ ngọc, chứ không phải là cái phần còn lại trông giống như động vật kia. Bởi vì chúng nó có nguồn gốc từ phương Đông, và cái gọi là tên của chúng kia cũng chỉ là phiên âm tiếng Anh của chữ Hán, cho nên có lẽ chúng ta có thể gọi chúng bằng phiên âm tiếng Việt cũng không có vấn đề gì. Wu Chien, tên tiếng Hán là cổ giản oa, hệ bóng tối và cỏ. Những việc làm xấu xa của nhà vua được viết trên những tấm thẻ gỗ, và sự phẫn uất của những kẻ bị trừng phạt đã trở thành Pokemon đội lốt lá khô. Nó hút sinh lực từ cây cỏ, có thể khiến cho những khu rừng xung quanh nó ngay lập tức héo úa và biến những cánh đồng thành hoang mạc. Chien Pao có tên tiếng Hán là cổ kiếm báo. Nó mang song hệ bóng tối và băng, được tạo ra từ nỗi hận thù của những người bị thanh kiếm cướp đi tính mạng. Mối hận ấy thấm sâu vào tuyết, biến thành Pokemon. Kiếm báo có thể điều khiển được đến 100 tấn tuyết và hồn nhiên chơi đùa nhảy nhót trong đống tuyết lở mà nó tạo ra. Ting Lu, tên tiếng Hán là cổ đỉnh lộc, mang song hệ bóng tối và đất. Nó được hình thành do nỗi sợ hãi đã lấp đầy chiếc đỉnh qua những nghi lễ cổ xưa, đóng thành đất đá và trở thành Pokemon. Nó có thể sử dụng chiếc đầu siêu nặng của mình giáng xuống mặt đất, tạo ra những vết nứt địa chấn khổng lồ có thể sâu đến 50 mét. Và cuối cùng là Chi Yu, tên tiếng Hán là cổ ngọc ngư, hệ bóng tối và lửa. Những miếng ngọc bội này vốn đã châm ngòi rất nhiều cuộc tranh đoạt, dần dần tích đầy sự đố kỵ, tóe ra lửa và trở thành Pokemon. Nó có thể điều khiển những ngọn lửa lên đến 3.000 độ C, có thể nung chảy cả đá và bơi lội tung tăng trong biển dung nham mà nó tạo ra. Cả 4 Pokemon này đều sở hữu chung một chiêu thức đặc trưng nhưng không độc quyền lắm, đó là Ruination. Chiêu này sẽ luôn gây sát thương bằng một nửa lượng sinh lực hiện tại của mục tiêu, cơ bản là cái Super Fang của Raticate nhưng mà có thể đánh trúng hệ ma thôi. Những đặc tính của chúng cũng khá tương tự nhau, đều là aura giảm 25% chỉ số nào đó của tất cả Pokemon xung quanh, kể cả đồng đội. Aura này sẽ có tác dụng chừng nào Pokemon sở hữu còn đứng trên sân, kể cả khi đối thủ đổi Pokemon khác ra thì vẫn bị ảnh hưởng. Đáng lưu ý là hiệu ứng này hoạt động giống như Choice Band hay là Assault Vest, tức là nhân thẳng vào tổng chỉ số, chứ không phải là tăng giảm theo bậc, cho nên nó sẽ không kích hoạt một số đặc tính kiểu như Defiant hay là Competitive,
cũng như hoàn toàn có thể tác động lên những Pokemon có Clear Body hoặc là Clear Amulet. Chien Pao sẽ giảm thủ vật lý, còn Chi Yu sẽ giảm thủ đặc biệt, khiến cho những đòn tấn công của chúng trở nên uy lực hơn rất nhiều. Trường hợp của hai con này thì đôi khi sẽ khá là báo, bởi vì cũng khiến cho đồng đội của chúng dễ chết hơn. Còn lại Hua Chien sẽ giảm công vật lý và Tinh Lu sẽ giảm công đặc biệt, giúp cho chúng cực kỳ trâu bò. Hai con này lại khá là dễ hóa giải cho đồng đội, bởi vì chỉ cần cặp với một con chuyên tấn công mảng còn lại là được. Trong 4 con này thì Hua Chien có lẽ là con đáng buồn nhất. Nó được tạo ra để làm tanker với vô vàn những chiêu thức hỗ trợ cù nhây như là Stun Spore, Lick Seed, Giga Drain, Knock Off, Snarl. Nhưng mà đáng tiếc nó lại mang hệ cỏ, giống như tất cả những Pokemon huyền thoại hệ cỏ khác đều khá là lép vế so với phần còn lại. Song hệ bóng tối và cỏ lại có tận 7 điểm yếu, trong đó có hệ bọ sẽ gây sát thương X4. Đồng thời chỉ số sinh lực của Pokemon này cũng khá là cùi, cho nên việc chống chịu có thể nói là khá khó khăn. Thêm nữa, trừ khi đối thủ đang trong trạng thái cộng 2 bậc công trở lên, thì giảm 25% công vật lý vẫn ít hơn Intimidate, nên càng không có lý do gì để người ta trọng dụng con C này. Trong khi đó, Tinh Lu thì ngược lại. Hãy nhìn lượng sinh lực và thủ khổng lồ của nó mà xem. Con Pokemon này phải nói là đỉnh cao của phòng vệ, đồng thời cũng là quái vật trong Trick Room. Hai chỉ số thấp nhất của nó là hai thứ mà nó hoàn toàn không cần, thậm chí có giảm xuống 1 đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì. Trong khi đặc tính giảm công vật lý của Hua Chien không phải đột phá gì lắm, thì khả năng giảm công đặc biệt của đối thủ ngay khi tung ra của Tinh Lu là có 102. Điều này khiến cho nó không thể thay thế trong vai trò của mình. Pokemon này có thể thiết lập cạm bẫy với Spike và Stealth Rock, có thể phá setup và chặn Trick Room với Whirlwind. Và trong khi 110 attack cũng không phải con số có thể xem thường, thì nó vẫn có thể tận dụng chỉ số phòng thủ siêu việt của mình để gây giáp thương bằng chiêu Body Press, hoặc là tận dụng sức nặng với Heavy Slam, bởi vì đây là một trong những Pokemon nặng nhất thế giới. Chien Pao là cái tên mà mọi người chú ý đến sớm nhất. Cũng không khó hiểu lắm khi mà chỉ cần nhìn vào chỉ số của nó, siêu nhanh và siêu mạnh, lại còn giảm chỉ số thủ của đối phương. Đây kiểu như là một con Zacian mini hoặc là một con Weavile cực kỳ siêu việt. Và như kiểu vẫn chưa đủ nhanh, nó còn có tận 2 chiêu thức ưu tiên cùng hệ, đó là Ice Shot và Sucker Punch. Bên cạnh đó là Icicle Crush đe dọa gây choáng đối thủ và Sword Dance để bổ trợ, bởi vì biết đâu vẫn còn thiếu đam. Con Pokemon này còn có thể được sử dụng để tăng sát thương cho đòn tấn công của đồng đội, chẳng hạn như Dragonite Terra hệ thường cầm Choice Band dùng Extreme Speed lên một mục tiêu đang bị giảm thủ, hiện tại đang là một trong những combo mạnh nhất và dự định sẽ còn mạnh hơn nữa một khi Rayquaza bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, Chien Pao vẫn có những mối lo ngại của nó, chẳng hạn như lo bị bỏng hay là lo bị Intimidate. Cơ mà Chi Yu thì không, bởi vì nó chuyên mảng tấn công đặc biệt, cho nên những thứ ít ỏi có thể giảm sát thương của nó là con Tinh Lu, hoặc là một con nào đó trong team bạn có thể được trang bị Assault Vest, hoặc là một con Tinh Lu cầm Assault Vest, tôi cũng không biết nữa. Thậm chí con cá vàng này còn đáng sợ hơn khi mà được ném ra giữa trời nắng. Và cái đòn Heat Wave dưới nắng từ 135 công đặc biệt cơ bản cầm Choice Back đánh lên những đối thủ đang bị giảm 25% thủ đặc biệt sẽ trở thành một thảm họa. Nhược điểm là với cái mức 55 sinh lực cơ bản thì chắc con này bị gõ phát là hết hồn. Nên cái việc nó có thể kháng được bao nhiêu hệ hay bị bao nhiêu hệ khác cũng không quan trọng cho lắm. Hay đấy lại là ưu điểm nhỉ? Thật ra thì trước khi game ra mắt, 4 Pokemon này đều đã bị giảm bớt 10 điểm chỉ số so với lúc còn ở beta. Hua Chien bị giảm 5 điểm công vật lý và công đặc biệt, thật ra là không khác gì nhau lắm bởi vì nó dở sẵn rồi. Nhưng mà Tinh Lu bị giảm 10 điểm sinh lực, Chien Pao bị giảm 10 điểm công vật lý và Chi Yu bị giảm 10 điểm công đặc biệt thì rất đáng kể. Bởi vì hãy nhìn xem, ngay cả sau khi bị giảm, chúng nó vẫn mạnh đến mức nào. Có thể bởi vì đây là bộ tai ương suy tàn cho nên mấy ông làm game cũng phải cho chúng nó suy một tí. Cuối cùng, tôi sẽ đề cập đến người mà đã giới thiệu cho anh em ta về bộ tứ huyền thoại này. Đó chính là cô Ryford, giáo viên dạy môn lịch sử của học viện. Bà cô này thực sự rất đáng ngờ, thực sự rất là sus. Trước tiên về ngoại hình, cô ta mang rất nhiều trang sức hình Pokemon huyền thoại, như là vòng cổ hình Articuno, thắt lưng hình Lunala, cái tóc hình Machado và vòng tay hình Tapu Koko. Những cái này có thể không liên quan gì lắm, có thể chỉ là một con người cực kỳ đam mê huyền thoại mà thôi, giáo viên lịch sử mà lại. Cô Ryford biết rằng nhân vật chính của chúng ta rất hứng thú với những gì xảy ra trong quá khứ, cho nên đã lẩm bẩm rằng đứa nhóc này một ngày nào đó sẽ trở nên hữu dụng cho ta.
Sau đó liên tục gợi ý cho anh em về việc cái bộ tứ huyền thoại này là có thật, chúng bị giam cầm như thế nào, những cái cổ phong ấn xung quanh ra sao. Và khi các cụ đời xưa đã phải cong lưng ra mới có thể nhốt được những con quái vật này, thì bà cô Ryford lại dẫn dụ chúng ta đi giải phóng cho chúng. Bởi vì chỉ những người có mối liên kết bền chặt với Pokemon mới có thể phá được những cái cổ phong ấn mà thôi. Sau khi mà chúng ta bắt được đủ bộ tứ huyền thoại và mang về cho bà cô này xem, cô Ryford đã nói rằng chúng có thể là những báu vật mà cô luôn ao ước, nhưng cô sẽ tạm thời cho phép em sở hữu chúng. Nhưng nếu một ngày nào đó mà em cảm thấy điều khiển chúng khó khăn quá, thì cô sẽ rất là vui lòng lấy chúng khỏi tay em nhá. Và sau đó cô ta cho chúng ta TM của chiêu Nasty Plot là ủ mưu đấy anh em ạ. Bà cô này đang toan tính cái chuyện gì đây? Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà khi chiến đấu bà cô này luôn luôn mở đầu bằng một con Zoroark, Pokemon được biết đến vì sự lừa đảo. Rất có thể là sau này chúng ta sẽ còn gặp lại cô Ryford trong những mạch truyện mở rộng. Có khi cô ta lại có một cái gì đó dẫn lối đến Pokemon huyền thoại thứ 5, hoặc là có thêm một trang bị gì đó để mở khóa hình dạng mới cho chúng không biết chừng. Và ok, đó là sơ lược về bộ tứ huyền thoại báu vật tai ương của bản Scarlet và Violet. Hy vọng anh em cảm thấy những thông tin này hay ho. Tôi là tôi thấy hứng thú với nguồn gốc của chúng nó hơn, có thể dẫn chúng ta đến một bản game dựa trên Trung Quốc chẳng hạn. Cơ mà Gen 9 cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nhanh lắm thì cũng phải 3 năm nữa mới có bản mới, cho nên tính trước làm gì cho nó mệt. Hãy cứ tận hưởng những gì mình đang có đi đã. Chẳng hạn như chiếc áo siêu awesome của tôi, để anh em có thể mang theo một em Rotom Phone bên người đến mọi nơi mà anh em đi tới. Như anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo trong đường link dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này, cũng như là dành thời gian theo dõi hết nó. Bây giờ thì tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!